Nếu không có dịch COVID-19 hoành hành, có lẽ công ty cổ phần phát triển ong miền núi do chị Lưu Thị Đào làm giám đốc công ty sẽ chưa nghĩ đến chuyện kinh doanh bán hàng online trên các nền tảng thương mại điện tử mà chỉ bán theo cách truyền thống. Được sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội hướng dẫn, tập huấn, đưa các sản phẩm trên trang thương mại điện tử, cách giới thiệu và bán hàng. Thông qua hình thức bán hàng trực tuyến và trực tiếp này, sản phẩm của công ty đã được khẳng định vị thế, chỗ đứng trên thị trường nhờ sự phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm này thì nói chung là dùng tốt và chất lượng, thế cho nên là nó đảm bảo, thế nên chúng tôi cũng thường xuyên dùng. Đấy, thế mà chúng tôi dùng đây không phải là mới 1-2 lần đâu, mà dùng cách đây nhiều năm rồi. Là chúng tôi được cập nhật, được học hỏi về cái chương trình kỹ thuật số, bán hàng trên online, trên các sàn thương mại điện tử để sản phẩm đến người tiêu dùng được tận tay đến người tiêu dùng. Hơn 4 năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ 2.560 phụ nữ khởi nghiệp. 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã hỗ trợ hội viên mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm qua các kênh trực tiếp, trực tuyến, ứng dụng nền tảng thương mại điện tử trong kinh doanh nhằm tăng doanh số, sớm phục hồi phát triển kinh tế. Qua cái buổi hội nghị truyền hình Zoom ngày hôm nay thì tôi cũng rất mong muốn là gửi đến thông điệp cho tất cả các phụ nữ trên toàn quốc. Chúng ta hãy bắt tay vào làm kinh tế bằng cách chúng ta có thể bán hàng online, chúng ta có thể phối kết hợp với cả tất cả các doanh nghiệp có những sản phẩm như chúng tôi để chúng ta có thể tiến hành bán hàng trên toàn quốc được. Dù là trong cái bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid, nhưng từ các cái hoạt động của hỗ trợ của trung tâm, trực tiếp, gián tiếp rồi là trực tuyến thì cũng đã giúp cho rất nhiều chị em phụ nữ có cái cơ hội phát triển, vừa có thể đảm bảo cho cái việc sản xuất kinh doanh của mình và vừa đảm bảo cho công tác phòng dịch. Thế và đặc biệt là cũng đã tạo một cái cơ hội để rất nhiều chị em phụ nữ có một cái điều kiện bắt đầu khởi nghiệp bằng kinh doanh online. Thương mại điện tử đang trở thành một công cụ không thể thiếu đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với 26,7% phụ nữ làm chủ doanh nghiệp và 67% nữ chủ hộ kinh doanh, thì việc trang bị kiến thức kinh doanh trên trang thương mại điện tử là hướng đi tất yếu mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội mong muốn, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nữ tự tin khẳng định thương hiệu và vị thế của mình trên thương trường trong nước và quốc tế.